Xin chào mừng quý khán giả đã đến với kênh YouTube của Digital. Và trước mặt của các bạn hiện nay đang là hai chiếc điện thoại, một bên là iPhone 12 mini và một bên là iPhone 10R. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta dùng để backup dữ liệu, hay nói đúng hơn là chúng ta chuyển toàn bộ dữ liệu của chiếc điện thoại iPhone cũ sang một chiếc điện thoại iPhone mới. Ở đây sẽ là iPhone 12 mini. Bên cạnh đó, cách làm này cũng sẽ tương tự nếu như các bạn nâng cấp từ một chiếc điện thoại iPhone cũ bất kỳ lên một chiếc điện thoại iPhone 12 series, iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro và 12 Pro Max. Không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành hướng dẫn các bạn cách để chúng ta chuyển dữ liệu từ iPhone cũ sang iPhone mới nhé. Đầu tiên, đối với chiếc điện thoại iPhone cũ đây, và để làm được cái này thì các bạn lưu ý bật hết giúp mình các kết nối hiện có của chiếc iPhone, ví dụ như là Wi-Fi và Bluetooth, để cho chiếc điện thoại iPhone cũ có thể nhận diện được chiếc điện thoại iPhone mới đang được đặt cạnh bên cạnh chiếc iPhone cũ. Rồi, như các bạn thấy thì đây là một chiếc điện thoại iPhone chưa được kích hoạt. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vuốt lên. Và các bạn lưu ý là sau khi mà mình vuốt vào cái giao diện của cái menu này thì trên chiếc điện thoại iPhone cũ một thời gian ngắn thôi, nó sẽ cho chúng ta là thiết lập iPhone mới. Và đây là một cái tính năng phải nói cực kỳ tiện lợi, chỉ có trên iPhone mà thôi. Tiếp tục. Ngay lúc này thì chiếc iPhone cũ yêu cầu chúng ta quét cái biểu tượng trên iPhone mới. Mình sẽ bắt đầu tiến hành quét nha. Đó. Như vậy là rất nhanh thôi thì hai chiếc iPhone này đã được đồng bộ với nhau và bắt đầu những cái bước đầu tiên để chuyển dữ liệu từ chiếc điện thoại iPhone cũ là 10R lên chiếc điện thoại iPhone mới là iPhone 12 mini. Rồi, như vậy là trên điện thoại iPhone mới đã cho chúng ta là nhập Face ID vào. Mình sẽ thiết lập sau trong phần cài đặt ha. Nhập mật khẩu vô. Các bạn lưu ý là nên sử dụng một mật khẩu khó đoán để cho dữ liệu cá nhân của các bạn được bảo vệ một cách tốt nhất. Rồi, ngay lúc này trên chiếc điện thoại iPhone mới đã bắt đầu yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu của ID Apple. Rồi, mình sẽ nhập. Các bạn hãy đồng ý với những điều khoản và điều kiện của Apple. Chúng ta sẽ tiếp tục những bước cài đặt nhanh của chiếc điện thoại iPhone mới. Rồi, như vậy là hai chiếc điện thoại này đang bắt đầu truyền dữ liệu cho nhau. Và vì chiếc điện thoại iPhone cũ của mình cũng có khá là ít dữ liệu á, cho nên là cái thời gian chuyển của nó cũng tương đối nhanh. Nếu như mà các bạn có nhiều dữ liệu, nhiều ứng dụng á, thì cái thời gian mà chuyển nó sẽ lâu hơn như thế này. Nhưng mà các bạn hãy cứ yên tâm là chỉ cần chờ đợi thôi là xong. Như vậy là chiếc điện thoại iPhone mới đã bắt đầu khởi động lại có logo của Tâu Khuyết. Rồi. Và chiếc điện thoại cũ thì cũng đã hoàn thành công việc của nó là chuyển toàn bộ dữ liệu hiện có sang chiếc điện thoại iPhone mới. Mình vào trước trong chiếc điện thoại cũ cho các bạn xem ha. Thì hiện tại mình đang có bao nhiêu đây ứng dụng và ảnh thì mình đang có chụp khoảng 3 tấm. Đó. Lát nữa thì mình sẽ bắt đầu test xem là trên chiếc điện thoại iPhone mới này có đủ những cái bức ảnh này hay không ha. Rồi, như vậy là chiếc điện thoại iPhone 12 mini cũng đã được khởi động xong. Rồi, mình sẽ bắt đầu vào kiểm tra xem là chiếc máy này đó, những ứng dụng của nó thì cũng đã được cài đặt tương tự như là chiếc điện thoại iPhone 10R của mình. Vào phần ảnh nào đó, các bạn thấy là tất cả những ảnh của chiếc điện thoại iPhone 10R nó cũng đều đã được chuyển qua trên chiếc điện thoại iPhone 12 mini. Không chỉ ảnh đâu mà ví dụ như là danh bạ, lịch sử cuộc gọi hay là lịch sử tin nhắn, tất cả đều sẽ được chuyển đổi qua ở chiếc điện thoại mới. Cho nên là đối với những người dùng nào đang sử dụng iPhone cũ mà chuyển sang nâng cấp hay là check-in lên chiếc điện thoại iPhone 12 series mới thì các bạn hoàn toàn yên tâm là cái cách thức mà các bạn chuyển dữ liệu của nó rất là đơn giản như mà nãy giờ mình đang chia sẻ với các bạn đây. Như vậy là sau khi mà chúng ta chuyển dữ liệu từ chiếc điện thoại cũ sang điện thoại mới thì công việc tiếp theo mà mình khuyên các bạn nên làm đó chính là chúng ta hãy định dạng lại, hay nói đúng hơn là đặt lại chiếc điện thoại iPhone này về cái trạng thái của nhà sản xuất. Để làm được điều đó thì các bạn hãy vào phần cài đặt chung. Và tại đây thì chúng ta sẽ có phần đặt lại.
Đối với lại chiếc điện thoại iPhone cũ thì mình khuyên các bạn là nên đặt lại ở dòng thứ hai, đó là xóa tất cả nội dung và cài đặt. Như vậy là những dữ liệu cũ của các bạn, ví dụ như hình ảnh, những tin nhắn, danh bạ cuộc gọi hay là lịch sử cuộc gọi thì tất cả nó sẽ đều được xóa khi mà các bạn thực hiện thao tác đặt lại dòng thứ hai. Trước khi xóa thì chiếc điện thoại iPhone của chúng ta cũng sẽ xác nhận lại chúng ta là có nên tải dữ liệu và tài liệu lên iCloud trước hay không rồi mới xóa. Thì chúng ta nên, và mình khuyên các bạn cũng nên là hoàn tất tải lên rồi xóa. Đó. Sau khi dữ liệu được tải lên iCloud hoàn tất thì iPhone sẽ xác nhận với chúng ta là chúng ta có nên xóa iPhone không. Thì chúng ta sẽ xóa iPhone, xác nhận một lần nữa. Và các bạn phải nhập mật khẩu Apple ID một lần nữa thì Apple mới cho chúng ta xóa iPhone. Rồi, như vậy là chiếc điện thoại iPhone của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn xóa chiếc điện thoại này. Vừa rồi thì mình cũng đã vừa giới thiệu cho các bạn cách mà chúng ta chuyển dữ liệu từ chiếc điện thoại iPhone cũ lên chiếc điện thoại iPhone mới một cách nhanh chóng nhất, đơn giản nhất. Đối với cách này thì chúng ta hoàn toàn không cần phải kết nối vào các thiết bị khác, ví dụ như máy tính, để truyền dữ liệu qua máy tính rồi sau đó truyền vào iPhone. Như vậy nó sẽ khá là mất thời gian, cũng như là quá trình của nó sẽ phức tạp, dễ phát sinh lỗi. Do đó là nếu như các bạn nào đang có nhu cầu nâng cấp chiếc điện thoại của mình từ iPhone cũ lên iPhone 12 series thì các bạn hoàn toàn có thể làm theo cách như thế này. Và nếu các bạn nào đang quan tâm tới iPhone 12 series, đừng quên là tham khảo tại trang web Di Động Việt nhé. Hiện tại chương trình tại Di Động Việt đang rất là hấp dẫn, đặc biệt là chương trình check-in, các bạn hãy tham khảo tại trang web di động việt.vn nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trước khác của Digital nhé. Bye bye.